could be us. So back to what I was saying. Could be us. Trương Bá Chi tiết lộ lý do vì sao bí mật sinh quý tử thứ ba, CNET hoang mang vì nguyên nhân không ai ngờ. Cho tới tận bây giờ, những thông tin liên quan đến bé Marcus, con trai của Trương Bá Chi với người tình bí mật vẫn là những ẩn số khiến người hâm mộ vô cùng quan tâm. Năm 2018, Trương Bá Chi khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn động khi tuyên bố đã hạ sinh quý tử thứ ba và đặt tên là Marcus. Chưa từng công khai tình cảm với bất kỳ ai hầu ly hôn với Tạ Đình Phong, nữ diễn viên họ Trương khiến cả showbiz tò mò, cực điểm về người tình bí mật. Ngoài ra, mọi thông tin về bé Marcus được Trương Bá Chi giấu kín triệt để, không hé lộ bất cứ điều gì. Trang QQ ngày 13 tháng 11 có một bài viết gây xôn xao mạng xã hội khi chia sẻ về một bài phỏng vấn của nàng tình nữ lang về lý do vì sao cô lại sinh con lần thứ ba. Nữ diễn viên nghẹn ngào trả lời rằng, tôi sợ rằng hai đứa con đầu tiên là Lucas và Quintus về sau sẽ bỏ tôi đi nên tôi sinh thêm đứa thứ ba để có con ở bên cạnh mình. Không dừng lại ở đó, Trương Bá Chi còn bộc bạch rằng mục tiêu của mình là có từ 4 đến 5 đứa con. Tình cũ Tạ Đình Phong cho biết cô cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng hạnh phúc, không hề vất vả và khổ sở chút nào khi có các tiểu bảo bối ở bên. Vì câu trả lời này mà netizen than vãn bình luận trên mạng xã hội, thật khó hiểu, suy nghĩ của cô ấy là lùng thật. Vì có bà quý tử cần chăm sóc, Trương Bá Chi dốc sức làm việc, chăm chỉ nhận show và quay quảng cáo. Suốt bao năm qua, nữ diễn viên vẫn một mình nuôi con, không nương tựa vào bất cứ người đàn ông nào. Không ít fan xót xa và mong rằng nữ diễn viên họ Trương có thể tìm được hạnh phúc đích thực một lần nữa.